chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì đến với bài kiển của em Lộc ha. Em Lộc lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép ha. À, Đại Lộc nè, Hoàng Hậu nè, nhiều loại giống lắm đấy ha, Thọ Hương rồi cô chú anh chị ha. À, cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống chơi tết năm 2025 ha cô chú anh chị. Giá xả cực kỳ rẻ luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dụng của em Lộc ha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình về gặp luôn em Lộc chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi anh chào em Lộc nha. Dạ em chào anh. Dạ hôm nay có đến với kênh thì con cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị đã xem clip. Thì hôm nay vườn bên con cũng có sổ một số lô mây giống mây tàn để cho cô chú bác anh chị chơi tết năm 2025. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn đi em ha. Dạ đầu tiên hôm nay thì nói tiếp clip trước là mã số 11A là một cây Đại Lộc. Rồi cây này cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi Đại Lộc hàng chơi tết nha cô chú anh chị ha. Nè. Đại Lộc cánh sen đúng không em? Dạ. Rồi. Cái này có hoành là 11. Chiều cao của nó là 78. Tay ngang của nó là 63. Rồi. Cái này em vô luôn là 450. Ở cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 12A là một cây cúc phượng hoàng. Rồi cái tàn quá đẹp luôn ha. Cúc phượng hoàng. Rồi thông số luôn đi em. Cái này có hoành là 12. Rồi. Chiều cao của nó là 97. Tay ngang của nó là 74. Rồi. Cái này em vô luôn là 450. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 13 giờ là một cây siêu nụ. Cái tàn quá xa lạ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, siêu nụ bánh tre ha em ha. Dạ. Rồi, thông số luôn em. Cây này có hoành là 16. Rồi. Chiều cao của nó là 77. Rồi. Tay ngang của nó là 64. Rồi, cái này em vô luôn là 450. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 14A là một cây đại lộc cánh sen. Rồi. Rồi cho xin thông số luôn em ha. Dạ. Cái này cái mã số quanh là 13. Rồi. Chiều cao của nó là 74. Tay ngang của nó là 78. Rồi, cái này em vô luôn là 250. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15. Tiếp theo mã số 15A là một cây hoàng hậu. Rồi cúc hoàng hậu ha, bông rất là to và rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn em ha. Cái này có hoành là 11. Chiều cao của nó là 1m10. Rồi. Tay ngang của nó là 83. Rồi. Cái này em vô luôn là 400. Rồi 400.000 ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 16A là một cây cúc họ Hương. Rồi. Cái tàn quá trời đẹp luôn ha. Rồi, thông số luôn ha. Cái này có hoành là 11. Rồi. Chiều cao của nó là 1m05. Rồi. Tay ngang của nó là 88. Cái này em vô luôn là 500. Rồi, 500.000 ha em ha. Dạ. Rồi, đợi cây. Giá tự xoắn. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 17A. Rồi. Là một cây giáo tự xoắn. Rồi thông số luôn em. Cây này có hoành là 15. Rồi. Chiều cao của nó là 84. Tay ngang của nó là 47. Rồi. Cây này em vô luôn là 400. Ở cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 18A là một cây cúc VIP. Rồi cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số đi. Cây này có hoành là 13. Rồi. Chiều cao của nó là 96. Tay ngang của nó là 71. Cây này em vô luôn 500. Rồi 500.000 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19A. Mã số 19A là một cây cúc Tây Hy. Rồi. Rồi thông số luôn đi em. Cái này có hoành là 12. À, cái này tàn quá trời đẹp luôn á. Cúc Tây Thi nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 91. Rồi. Tay ngang của nó là 57. Cây này em vô luôn là 400. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 20A. Là cái này là cũng là cái cuối clip của em luôn. Rồi, cúc Thọ Hương ha. Dạ, cúc Thọ Hương. Hàng chơi Tết già nha cô chú anh chị. Cái này chơi Tết ok nha. Hàng bo già ha. Thọ Hương càng già bông càng đặc nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn đi em. Cây này có hoành là 13. Rồi. Chiều cao của nó là 88.
Tay ngang của nó là 81, cái này em giao luôn là 400. Rồi. Cái này cuối clip luôn ha. Dạ, cái này cuối clip. Rồi cho hết đi em. Dạ, cuối clip thì con cũng chào, kính chào quý cô chú bác đã xem kênh và ủng hộ con. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Lộc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.